Sau 2 năm triển khai xây dựng mô hình ba quản về phòng chống ma túy, huyện Đắk Cà Rông đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước kéo giảm số đối tượng liên quan đến ma túy tại các địa bàn, hạn chế những tác động tiêu cực do tệ nạn ma túy gây ra trong các nhóm tuổi thanh thiếu niên. Đắk Cà Rông là huyện biên giới nằm trên tuyến quốc lộ 9 đường Hồ Chí Minh, có các cửa khẩu đường Tiểu Ngạch tiếp giáp với Lào và các xã của huyện Hướng Hóa, nên có nguy cơ về tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy để đưa vào địa bàn tiêu thụ. Thời gian qua, lực lượng công an huyện Đắk Cà Rông đã tập trung đổi mới các nội dung, biện pháp tuyên truyền, vận động người dân tại các thôn bản, đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người uy tín thông qua hoạt động của các tổ cảm hóa, giáo dục cộng đồng tại thôn bản. Đối với nhân dân, vấn đề về tuyên truyền từ kể cả cán bộ và là bà con, nhất là cái lứa tuổi thanh niên mà đi vừa là đi làm ăn xa cũng đều là giữ vững, mặc dù là nó khó khăn đấy, thế nhưng mà là vẫn là không có là tệ nạn ma túy, không có là mại dâm đấy, vẫn là dù là đi là làm ăn xa đấy, thế nhưng mà vẫn là lo là vấn đề kinh tế của gia đình thôi. Qua 2 năm triển khai thực hiện mô hình ba quản lý về thời gian, phương tiện, mối quan hệ đối tượng sử dụng và có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy, huyện Đắk Cà Rông đã đưa vào diện quản lý giáo dục 102 người sử dụng trái phép chất ma túy. Đến nay đã đưa ra khỏi diện quản lý hàng chục trường hợp. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được đẩy mạnh, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ và đối tượng, thu giữ hơn 23.000 viên ma túy tổng hợp. Đầu tiên là chúng ta phải làm tốt cái công tác là phòng ngừa là chính, lấy phòng ngừa làm cái nhiệm vụ trọng tâm mà để phải quan tâm là huy động cái sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc để chúng ta tham gia. Ví dụ như là cái công tác phát động phong trào quần chúng, tuyên truyền pháp luật về tác hại ma túy ở trường học, rồi ở các hệ thống loa phát thanh của cấp cơ sở ở xã, rồi lại là gắn pano áp phích để là tuyên truyền về tác hại của ma túy, rồi lại là nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của các cái tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ, cựu chiến binh trong việc là quản lý giáo dục là con em mình ở tại địa bàn cơ sở. Đấy, phát huy cái tác dụng của cái mô hình ba quản, tức là quản lý về phương tiện, quản lý về mối quan hệ, quản lý về thời gian của các đối tượng nghiện, để làm từ đó mà chúng ta loại bỏ được các cái nguyên nhân điều kiện để các đối tượng rủ rê lôi kéo cái số thanh niên là độc con em của đồng bào dân tộc vào con đường phạm tội về ma túy. Với mô hình ba quản, công tác đầu tranh làm giảm thiểu tệ nạn tội phạm ma túy, đảm bảo tốt an ninh trật tự tại địa bàn của lực lượng công an ngày càng hiệu quả, đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt, góp phần nâng cao ý thức của người dân miền núi trong nuôi dạy con cái và tránh xa tệ nạn ma túy.